Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có cái chương trình vô đề ngày chủ nhật, chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn. Mong là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những đề tài khác biệt với những cái đề tài mà quý vị đã theo dõi mỗi một ngày trong tuần. Đó là cái uh, mong muốn của Phong và trước khi đi vào chương trình vô đề thì vẫn đưa cái thông báo là ngày hôm nay mùng 2 Tết Teletron vẫn đang có cái chương trình đại nhạc hội với hơn 80 nghệ sĩ trình diễn. Và ngày hôm qua rất cảm ơn tất cả khán thính giả của TNP Channel đã ghé ra Teletron gặp gỡ và chúc Tết với Phong cũng như là nhận một chút quà của Phong gửi tặng cho khán thính giả ở tại Teletron. Và ngày hôm qua rất là vui, hàng trăm bao lì xì chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ đã phát hết cho quý vị. Đó là cái... À, à ân tình mà khán giả dành cho TNP Channel và hôm nay thì Teletron vẫn tiếp tục có cái chương trình đại nhạc hội mà nếu quý vị có giờ thì có ghé thể ghé ra Teletron từ 1 giờ trưa cho tới 8 giờ tối lần quý vị. Tuy nhiên thì sau khi mà hoàn tất cái cuộc viếng thăm Teletron ngày hôm qua thì hôm nay thì lúc 11 giờ thì Phong sẽ có mặt ở một cái tiệm khác một người em đó là Lộc và người em này là người em rất thân thương và đã từng hỗ trợ cho phong rất là nhiều trong quá khứ thì lộc có một cái tiệm gọi là mua gì đây ta ở ngay góc đường westminster và đường hết cũng trong cái khu lý đô sài gòn của chúng ta và sẽ có quay số để mà tặng quà quý vị có mua hay không mua hàng không cần biết miễn là quý vị có mặt ở đó sẽ được quay số và tặng quà của cái tiệm mua gì đây ta quý vị đến uh, khu vực lý sài gòn mà hỏi cái tiệm mua gì đây ta thì đều sẽ biết được cái tiệm này thì uh, 11 giờ trưa sẽ có đốt pháo và quay uh, quay số tặng quà cho tất cả các khán giả thì phong cũng sẽ có mặt ở đây khoảng một hai tiếng đồng hồ nếu quý vị nào mà muốn cho con em của mình uh, có được cái lọc đầu năm ra đó quay uh, quay số để tặng quà đó là cái uh, thông báo của phong và rất cảm ơn tất cả những khán giả ngày hôm qua ở tnb đã có rất đông từ ở khắp nơi từ ở canada từ bên Âu Châu, từ các tiểu bang xa như là Michigan, rồi ở Washington State, rồi ở Texas, rồi à, ở Florida đã có mặt ngày hôm qua. Rồi à, một số khán giả ở tại Âu Châu cũng qua rồi, mà có một số rất là thương tới bắt tay à, chúc Tết rồi nói Anh Phong ơi, em nghe anh từ Sài Gòn, Việt Nam mà hôm nay em có mặt ở đây, Tết ở Lý Đội Sài Gòn vui quá là khán giả từ Việt Nam cũng qua luôn và cái việc rất là cảm ơn tất cả những khán giả ân tình của khán giả đó thì Phong sẽ không quên cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và đó là cái lời tri ân của Phong cũng như là cái tiệm Teletron và mua gì Ta. hy vọng trưa nay chúng ta sẽ gặp gỡ lúc 11 giờ trưa ở tiệm mua gì Ta ngay góc đường Brookhurst và đường Westminster trong khu chợ 99 mong là gặp gỡ tất cả khán giả lần thứ hai những quý vị nào chưa có dịp ngày hôm qua ghé vào đại lộ bonsa thì ngày hôm nay có thể ghé xuống đường westminster là con đường thứ hai được xem là trung tâm của người việt và đó là cái thông báo của phong rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment mỗi một ngày của quý vị nha rồi nếu ông trâm lên liệu ông có chính sách gì với cộng sản việt nam ông sẽ cố gắng tách cộng sản việt nam ra khỏi cộng sản trung quốc hay trừng phạt cộng sản việt nam theo cộng sản trung quốc luôn thật sự quý vị trong bài diễn văn ngày hôm qua ông trâm có nhắc tới một điều ngày hôm qua trong lúc mà Roly ở tại South Carolina đó thì ông nói rằng khi mà ông đắc cử đầu tiên hết là ông sẽ bắt đầu cho thanh lọc lại tất cả cái guồng máy của chính quyền liên bang mà ông trong đó ông nói là một cái guồng máy tham nhũng và những kẻ đội cộng sản đội lốt dân chủ nằm ở trong đó ông dùng chữ ông dùng chữ communist thì ông nói rằng ông sẽ thanh lọc hết thì rõ ràng là ông trump có một cái quan điểm cứng rắn với chủ nghĩa cộng sản tuy nhiên thì với cộng sản việt nam thì nó có một cái hơi bị phức tạp là trong 30 năm qua thì đảng dân chủ đã cố gắng tìm cách kéo cộng sản việt nam làm đối tác nhưng cộng sản việt nam vẫn lừng lừng trong cái trò chơi gọi là hai hàng do đó thì khi ông trump lên và cái chiến lược mà chuyển trục về á châu hoa kỳ với một cái một cái khái niệm mới đó là chia sẻ giá trị chung với những quốc gia có chung giá trị nếu mà Việt Nam muốn có được cái sự chia sẻ, sang sẻ đầu tư của Hoa Kỳ và tất cả mọi thứ bắt buộc họ phải uh, thay đổi. Họ không thể đi theo cái mô hình của Cộng sản của Trung Quốc được nữa. Còn nếu như họ đi theo cái mô hình của Cộng sản Trung Quốc thì sorry, nước Mỹ sẽ không chia sẻ sự thịnh vượng vào đầu tư nữa. Đó là cái mục tiêu của ông Trump. Trong 4 năm tới, ông sẽ tìm cách gọi là cô lập Trung Quốc. Những nước nào có quan hệ với Trung Quốc, ông sẽ giảm dần tất cả các mối quan hệ. Thậm chí là có thể cắt bỏ các mối quan hệ. Nếu như mà những quốc gia đó có những cái mối quan hệ sâu đậm không dứt rời được với Trung Quốc, ông Trump sẽ đóng cửa với, với họ. Đó là cái điều mà tôi dự đoán trong 4 năm kế tiếp nếu ông Trump thắng cử nha. Yeah. Rồi à, bên Mỹ và tiểu bang California bắt buộc mua bảo hiểm sơi không anh phòng Z. Đó là luật từ năm 1994 khi mà Bill Clinton lên. Năm 93 thì đúng hơn năm 92 khi Clinton đắc cử, chuyện đầu tiên ông ta ban hành luật là buộc tất cả các xe sản xuất phải có cái dây xích bèo và mọi người phải xích bèo, không xích bèo là bị phạt. Và bước thứ hai là Bill Clinton đã ký cái sắc luật đó từ năm 1994, 93, 94 giờ tôi nhớ không lầm, là buộc tất cả những người lái xe trên toàn quốc Hoa Kỳ phải có bảo hiểm. Không có bảo hiểm là sẽ bị phạt và xe sẽ bị thô. Và cái luật đó 30 năm rồi nhà hơn 30 năm rồi ok rồi văn hóa trong Nam bây giờ thay đổi bởi một văn hóa xấu à, dù giờ vết tích di sản trước bảy năm còn lại con nghĩ chia cắt không phải con nghĩ chia cắt không phải là ý hay 48 năm kể từ khi Sài Gòn sụp đổ thật sự chú đã nói rất nhiều lần là văn hóa hai bên đã khác nhau Văn hóa miền Nam còn tồn tại được một phần là nhờ cái nền giáo dục tốt phối hợp giữa Đông và Tây. Tức là dưới cái thời triều đại mà và dưới cái thời Pháp thuộc rồi sau này với thể chế Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có một cái nền giáo dục văn hóa Đông và Tây cho nên nó có một cái nền giáo dục tốt. Còn cái giáo dục của Cộng sản từ năm 1954 là họ đẩy tất cả những người dân miền Bắc vào cái chủ nghĩa Cộng sản và tẩy não. Do đó những ai sinh sau năm 1954 ở ngoài Bắc đã có một cái văn hóa khác biệt với người Việt Nam rồi nhà do đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn phát triển tốt phải phân lại cái lãnh thổ nó tốt hơn để đôi bên phát triển rồi tới một cái giây phút nào đó khi mà miền Bắc bắt đầu bớt đi những cái uh, những cái văn hóa mà nó không phù hợp với người Việt Nam nữa thì lúc đó chúng ta có thể xác nhập lại nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nó chia ra tốt hơn ok rồi Chúc mừng năm mới lướt qua một số những cái đọc ra rồi nha bảo hiểm obamacare là được chi trả hoàn toàn chi phí y tế phải không không phải ok obamacare là cái chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho những người lợi tức thấp tức là quý vị được trả một phần phần còn lại chính phủ trả nhưng quý vị phải trả một phần ví dụ như là hôm trước cách đây vài năm đó thì có một người nói với tôi là nhờ obama bà ta mới được cái chương trình gọi là bảo hiểm sức khỏe thấp tức là trả một tháng trăm mấy thôi nhưng mà thật sự cái tiền bảo hiểm đó ít nhất ở cái tuổi của bà là phải 400, 400 mấy. Thì tôi có hỏi bà ta là ok, chị trả 100 mấy là nhờ cái chương trình Obamacare. Nhưng Obama lấy tiền đâu ra để mà bù lại 300 mấy cho chị. Tại bảo hiểm đâu có giảm. Bảo hiểm sức khỏe y tế đâu có giảm. Nó vẫn là cái giá 400 mấy. Vậy thì ai bù vô 300 cho chị? Thì cái chương trình bảo hiểm Obamacare là chính phủ gánh ít nhất là đối với những người lợi tức thấp là cái số tiền như vậy. Do đó, Obamacare chỉ là một cái chương trình bảo hiểm dành cho những người lợi tức thấp, chứ không phải là miễn phí. Miễn phí là chương trình, à, nó gọi là Medicare hay medi là chính phủ cung cấp dịch vụ bảo hiểm miễn phí cho những người lớn tuổi, những người không có khả năng làm việc, đại khái như vậy nha. Rồi, tiếp tục. Wow, à, wow. Nền kinh tế Trung Quốc bị sụp bà chè khi Mỹ chuyển sang uh, tàu uh, chuyển làng gì? chuyển làng sang Mexico, Trung Quốc làm sao cứu vãn nền kinh tế Việt Nam? Thật sự quý vị không phải là Mỹ Mỹ chuyển kinh tế qua Mexico từ xưa tới nay thì Mexico vẫn là cái nước đồng minh của khu vực Bắc Mỹ và Mexico được xem là cái nước hưởng lợi nhiều nhất trong tất cả những chính sách kinh tế của Mỹ và trước đó thì họ có cái hiệp ước NAFTA 25 năm. Sau đó ông Trump đổi lại cái hiệp ước đó là USMCA. Thì Mexico xưa nay họ vẫn là cái quốc gia hưởng nhiều kỳ lợi kinh tế nhất. Những hãng xe của Mỹ đều có mặt ở Mexico và sản xuất ở Mexico hết. Mexico nằm trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới mà. Có điều là gì? Là thời gian mà dưới cái triều đại mà của Clinton trở về tới Obama đó. Thì cái giai đoạn đó là họ bắt đầu mở cửa với Trung Quốc, tối hệ quốc cho Trung Quốc, rồi dành ưu đãi cho Trung Quốc. Thì hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Hoa Kỳ. Tràn ngập Hoa Kỳ luôn. Và vừa rồi thì coi như là Hoa Kỳ coi như là cái mức xuất cản của Nhật Bản và Mexico qua Mỹ nhiều nhất. Là Mexico qua mặt Trung Quốc, mặt hàng của họ đã quay trở lại sau hơn 30 năm. Ngày xưa nếu quý vị vào trong tất cả những cái cửa tiệm của à, bán lẻ của Hoa Kỳ đó, đa số mà hàng xuất cản là từ Mexico. Từ những cái búa, cái kèm cho tới những cái đồ xây dựng cho tới những cái vật dụng trong nhà là sản xuất từ Mexico. Nhưng sau gần 30 năm đó là Trung Quốc mở cửa thì hàng của họ lấn sân Mexico. Rồi bây giờ thì quay trở lại, Mexico vẫn chiếm đỉnh cái vị trí hàng đầu xuất cản qua Mỹ nhiều nhất. Có điều là lần này xuất cản nó khác là hàng phải chính danh từ Mexico, không có đội lốt Made in Mexico nữa. Và tại vì cái hiệp ước USMCA của ông Trump ký lại rất là rõ ràng. Do đó Mexico bây giờ chiếm lĩnh là cái quốc gia qua mặt Trung Quốc xuất cản nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nền kinh tế của Trung Quốc bây giờ là đang nằm trong tình trạng khủng hoảng. Và cơn khủng hoảng này sẽ có thể dẫn tới một cái sự thay đổi chính trị tại Trung Quốc trong vài chục năm tới. Do đó, họ còn cứu họ chưa xong, lấy gì họ cứu Việt Nam. Ok, đó là cái câu trả lời của tôi. Rồi, à... Tại sao các thượng viên sĩ đảng Dân Chủ phản đối công nhận nền kinh tế thị, về thị trường Việt Nam trong khi đảng Dân Chủ đồng minh của Cộng sản Việt Nam? Đó! Tất cả luôn. Tại vì sao? Nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường. Đó là nền kinh tế chỉ đạo, nó bị chính phủ control, kiểm soát. Từ xưa tới nay nó là như vậy rồi. Cộng hòa hay dân chủ họ vẫn xem cái nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tập trung, chứ không phải nền kinh tế thị trường. Tại vì Cộng sản Trung Quốc control hết, quý vị thấy giá năng lượng nó cũng control. Rồi tiền giá trị tiền Việt Nam nó cũng control, nó kiểm soát hết nó không để cho cái giá năng lượng và cái giá cái giá trị tiền tệ lên xuống tự nhiên mà nó nhúng vào nó kiểm soát. Do đó nó không phải là nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường là phát triển tự nhiên. Nó theo cái nhu cầu và cung và cầu của thị trường chứ không phải là chính phủ nó muốn ra giá nào nó ra. Nó ấn định cái giá dầu xăng, nó ấn định cái giá điện, nó ấn định cái giá tiền tệ vân vân. Thì cái đó không phải là nền, nền kinh tế thị trường nha. Rồi cảm ơn Bình Trần đóng góp tiền Canada 10 đồng Canada năm mới an lành anh Phong cảm ơn anh đưa tin mỗi ngày Happy Luna New Year cảm ơn rất là nhiều Rồi sau khi nghe chương trình đặc biệt của anh mong tổng thống Trump đắc cử 24 để được coi ông Trump đánh đám Âu Châu cho đám em với nhận không ra bạn bè chơi lâu cá Thật sự quý vị ông tuyên bố cái đó ngày hôm qua trong cái buổi Rally ở tại South Carolina thì ông nói rất là rõ ràng quý vị phải tăng tiền ngân sách của NATO Chứ quý vị không thể nào bắt chúng tôi phải gồng gánh hoài. Và nếu quý vị không trả tiền, tôi sẽ bỏ mặt cho Nga muốn làm gì làm. Và tôi sẽ không bảo vệ cho quý vị. Đó là cái công bằng. Quý vị phải đóng góp. Quý vị là thành viên của NATO. Mà quý vị đóng góp cái ngân sách quá ít đi. Thì cái đó là cái ông Trump muốn NATO mạnh hơn. Ông muốn NATO mạnh hơn có đủ năng lực, có đủ tài chánh, có đủ các cái phương tiện để kềm chế, ngăn ngừa và à, chận đứng tất cả những cái mầm móng đe dọa nhưng mà đám nato nó weak tức là cái đám lãnh đạo nato nó nó sử dụng những cái tiền nó không có chính đáng do đó cái thế lực nato bị suy yếu trước cái thế lực của nga ông muốn nato mạnh hơn nha rồi tiếp tục à. rồi lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok tôi rất mong ông trump trả lại trị nato để chỉ muốn hưởng lại thì tôi nói quý vị là phải ấn định lại cái giá trị. Tức là xưa nay NATO thành lập là dựa trên cái giá trị chung là dân chủ và nhân quyền, tự do. Nhưng mà quý vị, giá trị này chưa đủ, chúng ta phải định nghĩa lại, nó còn cái vấn đề kinh tế nữa. Đâu thể nào đứng một mình để cho để cho một mình mình gánh rồi đó, công ty của mình thì bị phạt vạ liên tục. Quý vị thấy Âu châu ra luật liên tục phạt vạ các công ty Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ đâu có phạt vạ công ty nào của Âu châu đâu. Do đó, tôi nghĩ rằng là ông Trump đúng ở cái điểm là phải định nghĩa lại cái giá trị chung này và phải định nghĩa lại cái cái, cái trách nhiệm chung của các thành viên trong NATO. Chứ không thể nào một mình Hoa Kỳ gồng gánh tổng số ngân sách của NATO Hoa Kỳ gánh 22%. Bây giờ là gần 33 32 quốc gia rồi mà Hoa Kỳ phải gánh tới 22%, còn lại 78% chia đều cho 31 quốc gia. Thì quý vị thấy rồi đó nha. Rồi à, Đám Rino ở Thượng viện mới bỏ phiếu cho ngân sách Ukraine Nhưng bọn họ không có lo lắng gì cho người dân Mỹ Thật sự nó bỏ phiếu nhưng mà nó chưa ra sàn Hạ viện toàn diện Bây giờ là cái kỹ thuật của đảng Nhân Chủ thôi Thì đảng Cộng Hòa đang tìm cách ngăn chặn bằng cái filibuster Thì chưa biết được nhưng mà cái ngân sách này có vẻ như khó thông qua lắm Trong cuối tuần này Nhà nhất là ngày hôm nay Ngày hôm nay thì gần như là thượng viện phải ngồi xuống làm việc tiếp suốt cái giải Super Bowl luôn có thể sẽ qua khỏi giải Super Bowl luôn thì tối ngày hôm nay chiều ngày hôm nay là giải Super Bowl ở Las Vegas mà nha yeah. rồi à mấy ngày đầu Tết cho thấy giới trẻ đang bàn tán về việc Tết phụ nữ lo bếp nút còn đàn ông ăn uống nhậu nhẹt chú cảm thấy thế nào vấn đề này thật sự nó chỉ là một cái truyền thống mà nên bỏ đi tại vì ngày xưa trong cái truyền thống thời đại quân chủ người đàn ông là người ra ngoài kiếm tiền người phụ nữ là người do lo việc nội trợ thì cái truyền thống thời quân chủ ngày xưa nó là như vậy nó còn kéo dài tới bây giờ thật sự bây giờ cái vai trò phụ nữ lớn hơn rất là nhiều và họ gồng gánh hơn cả đàn ông nữa tức là họ cũng phải đi làm kiếm tiền rồi về nhà họ còn phải lo bếp nút lo này nọ thì nó cực hơn nhiều lắm thì đến lúc mà trong cái giai đoạn mới của cái thời đại mới này tôi nghĩ rằng đàn ông nên chia sẻ cái trách nhiệm trong gia đình nhiều hơn thay vì chỉ đi ra ngoài xã giao làm ăn thì họ nên chia sẻ cái trách nhiệm với vợ con nhiều hơn tại vì thời đại này người phụ nữ không có ở trong nhà làm nội trợ nữa họ cũng ra đường kiếm tiền làm việc giống như đàn ông mà bây giờ bắt họ phải gánh thêm việc nội trợ đó thì hơi bất công cho họ nha yeah. rồi tiếp tục <laughs> Có thể Biden hết nhiệm kỳ rồi truy tố như tổng thống Trump không anh vì lúc đó hắn đã à, là phó đâu mà được miễn tố. Thì tôi nói với quý vị ngày hôm qua trong cái lời lời diễn văn của ông Trump, ông có nói rõ no revenge. Tức là không có cuộc trả thù. Ông tập trung là phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh cho Hoa Kỳ nhiều hơn là những cái à, thù hằn về chính trị. Cái điều mà tôi thích, tôi thích ông Trump nhất ở chỗ này. Ông đã nhắm vào cái vực vấn đề chính là cái quốc gia mặc dù là Joe Biden đã dở rất nhiều trò với ổng và Obama dở rất nhiều trò tấn công cá nhân ổng nhưng mà ổng vẫn chọn quốc gia trên hết ổng dẹp cái thù hằn cá nhân qua một bên ngày hôm qua ổng tuyên bố rất rõ, rõ ràng và ổng nhấn mạnh rất nhiều lần no revenge no revenge có nghĩa là không có sự trả thù thì các vị điều mà tôi thích nhất của ông Trump chỗ này là nhắm vào cái uh, Điều quan trọng nhất là làm sao phát triển quốc gia, làm sao duy trì cái sự lãnh đạo quốc gia và làm sao cho cái nền kinh tế quốc gia thịnh vượng. Chứ không phải là những trò trả thù cá nhân, trả thù chính trị qua lại nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, uh, wow. Super Bowl Anh Phong bắt ai? Hôm qua tôi được ông bạn nói rằng là à, 49 Earth chấp và KC là hai điểm rưỡi. Có nghĩa là cái game này lô Thì có thể rằng là bắt 49 được Có nhiều người thì xúi tôi bắt Casey Nhưng mà với cái điểm chấp hai điểm rưỡi này Thì tôi nghĩ rằng tôi bắt 49 Tại vì họ có thể thắng ở 3 điểm Là game này game lô Nếu mà cái mức điểm chấp thấp như vậy Có nghĩa là game lô đó nha yeah. Rồi à như vậy Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi đồng minh minh Liên Âu. Như vậy Hoa Kỳ sẽ một mình giải quyết vấn đề của thế giới sao? số so what? vấn đề ở chỗ là Âu Châu không sang sẻ trách nhiệm thì Hoa Kỳ sẽ điêu lên từng quốc gia. Ông Trump sẽ không rút ra khỏi Liên minh NATO. Tuy nhiên, ông sẽ ký những cái hiệp ước riêng với từng quốc gia nào có một cái trách nhiệm chung với Hoa Kỳ. Quý vị nên nhớ, Ba Lan đã đề nghị họ chi ra 2 tỷ Mỹ Kim để mời gọi quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ của Ba Lan. Họ đã, họ đã sẵn sàng chi ra 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để mời gọi quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ của họ, bảo đảm an ninh quốc phòng của họ. Thì Hoa Kỳ sẽ đi theo hướng này, sẽ điêu với từng nước. Nhà. Yeah. Rồi tiếp tục. <laughs> ok. Rồi cho em hỏi tại sao Cộng sản miền Nam không chơi lại Cộng sản miền Bắc à, vì ngoài đó thao túng à, chống lưng bởi Cộng sản Trung Quốc. Thật sự Cộng sản miền Nam chỉ là những kẻ vuốt đuôi những kẻ ăn theo cộng sản miền bắc thôi thân phận của họ là nói thẳng ra một câu là cu ly cho cộng sản miền bắc từ lúc thành lập tới bây giờ rồi ok do đó quý vị đừng có nghĩ ngồi tối đó mà nghĩ tới cái chuyện mà gọi là cộng sản miền nam lật cộng sản miền bắc không có chuyện đó xảy ra đâu nó chỉ thay đổi cái quyền lực và nó chia sẻ quyền lực với nhau thôi nha ở nhật và nam hàn vẫn còn giữ hữu tục này vợ sau khi lấy chồng phải ở nhà lo bếp nút nuôi con đàn ông thì thoải mái đi làm thì có thể một số quốc gia vẫn còn cái tinh thần à, tương đối bảo thủ này. Và họ quan niệm rằng người phụ nữ là nên lo việc nội trợ thì một số quốc gia ngay cả Ấn Độ cũng có, ngay cả ở uh, Malaysia cũng có, Indonesia cũng có. Thì quý vị vẫn còn có nhiều gia đình họ mang và và người đàn ông gánh vác tất cả cái tài chính trong gia đình. Thì vẫn còn chứ, chứ nhưng mà tôi nghĩ là thời đại này đa số đa số bây giờ quý vị thấy là ở Nam Hàn phụ nữ nắm nắm vai trò tổng giám đốc nhiều hơn. Nhật cũng vậy. Phụ nữ nắm vai trò tổng giám đốc nhiều hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn này nó 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 có thể là nó không còn phù hợp nữa. Giai đoạn quân chủ thì phụ nữ được xem là chân yếu tay mềm thì lo việc uh, trong nội trợ, nhưng mà giai đoạn này nó khác rồi nha. Yeah. Rồi tiếp tục uh... sao không truy tố ông bảy đần về đợi tới giữ hồ sơ lúc không phải là phó tổng thống à, ok thì tôi đã nói với quý vị lần này merrick sẽ vướng vào ba chọn lựa thứ nhất là truy tố thứ hai là kích hoạt tu chính án số 25 thứ ba là chính merrick phải từ chức tại vì để kích hoạt cái tu chính án số 25 phải do bộ trưởng tư pháp khởi động rồi sau đó có sự đồng ý của Chủ tịch Thượng viện, tức là Phó Tổng thống, họp nội các để bỏ phiếu thì lần này Merrick sẽ phải dư vướng vào một trong ba chọn lựa đó đó là cái giá phải trả cho Merrick đó nha yeah. rồi à, uh, wow lướt qua một số những cái uh, đọc rồi nha yeah. 50 50 ok thì tôi nói rồi quý vị hôm nay thì tôi không biết nhưng mà nhiều người đã kêu tôi và nhiều người họ nói rằng họ là chuyên gia của football họ đề nghị năm nay lên bắt Casey chứ không nên bắt uh, ford night Earth thì tôi chưa biết nhưng mà với tôi thì à, nếu chấp 2 điểm rưỡi Thì tôi bắt 49 Một phần là tôi căn cứ trên cái điểm họ chấp Thứ hai nữa là Năm nay có vẻ như cái game sẽ bị lô Tức là không có đánh cao Và thứ ba nữa là thật sự có thể là do cái cảm tính của mình Tại vì nhiều người ở Mỹ Kể cả tôi luôn Vẫn thần tượng 49 rất là nhiều 49 có một cái huyền thoại lâu dài Thì có thể là lần này Có thể sẽ có sự thay đổi nhưng mà Tôi hy vọng kỳ này là cái game này sẽ là một cái game hào hứng nhất bởi vì vé đã bán sạch hết rồi. 80 ngàn ghế hết sạch vé rồi quý vị. Và ngày hôm qua bà con tụ ở trên um, Teletron nói với tôi là hôm nay tụi em giữ uh, Teletron là ở đại lộ Bonsa. Nhưng ngày mai tụi em có mặt ở Las Vegas để coi cái game này rồi. Tức là ngày mai quý vị, Las Vegas, ngày hôm nay nè quý vị, là Las Vegas gần như là tụ tập đầy đủ hết rồi. Ngay cả ngôi sao nhạc popler gọi là nổi nổi tiếng nhất thế giới là Taylor Swift cũng đang sắp xếp cái lịch trình bay về kịp ở Las Vegas để mà xem bạn trai của cô ta đánh cái trận này mà. Do đó thì năm nay là Las Vegas gần như là ngạt cứng rồi. Không nói là những cái hotel lớn, ngay cả những cái motel như là quán trọ đó cũng full full book luôn rồi. Cứng ngắc luôn rồi quý vị nha. Yeah. Rồi <laughs> sao chưa thấy video quanh ở Teletron vậy là lát nữa thì cái người cameraman của tôi mới đưa cái video qua đây thì trưa nay tôi làm xong thì tôi sẽ up lên cho quý vị à, ngày hôm qua thì ở Teletron rất là vui gặp lại một số bạn bè cũ rồi à, gặp gỡ tất cả những khán giả của TNB đặc biệt là có những người rất là tội nghiệp à, rất là dễ thương họ từ ở Michigan họ từ ở Toronto từ Vancouver từ ở Montreal rồi có những người ở ở Oslo, Na Rồi có à, hai người gặp tôi là nói là ở Switzerland, tức là Thụy Sĩ. Rồi à, nhiều khán giả ở tiểu bang khác về lắm. Ngày hôm qua là lúng túng chụp hình không là hết giờ luôn. Và đứng phát lì xì không hết. Rồi khoảng tiếng rưỡi đồng hồ là không còn bao lì xì nào trên, trên người hết luôn. Ngồi ngồi phát lì xì cho khán giả không đó. Yeah. rio Rồi tiếp tục. À, Chìa khóa để Tổng thống Trump có, thể, có phải score chấp thuận quyền miễn tố cho Tổng thống hay không vì đám dân chủ muốn đánh tư pháp, ông Trump hết tiền và bị vô tù. Thật sự quý vị, bây giờ mình phải chờ vào cái điều quan trọng nhất là tối cao pháp viện sẽ đưa ra phán quyết như thế nào về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tên của ông trên lá phiếu bầu. Về vấn đề này thì nó sẽ được đưa ra trước ngày 5 tây tháng 3. Tức là theo tôi biết và theo các chuyên gia nhận định là lần này là score đứng về phía ông Trump đó là điều thứ nhất còn điều thứ hai cái quyền miễn tố thì cái tòa kháng án nó đã quyết định là ông trump không được quyền miễn tố với lý do bây giờ ông là uh, citizen donald trump chứ không phải là president donald trump tức là ông là công dân donald trump chứ không phải là tổng thống donald trump nữa thì nó đưa ra cái lý do này tuy nhiên thì scottet sẽ quyết định uh, trong thời gian tới là bởi vì nếu mà cái cái quyết định này được đưa ra thì có nghĩa là những những tay như là Bill Clinton, Bush hay là Obama cũng sẽ không thoát được. Và những đời tổng thống sau cũng sẽ không thoát được. Nó sẽ là một cái tiền lệ. Và cái tiền lệ này nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ các đời tổng thống Mỹ, từ phía trước và phía sau luôn nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Ok, rồi. Nếu Donald Trump lên thì Việt Nam có thể theo Mỹ vì ông bảo vệ rõ ràng không như đảng Nhân Chủ. Vấn đề là Cộng sản Việt Nam có mở cửa cho đảng đối lập hay không? Tại vì cái giá trị chung của các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Đảng Cộng sản có chịu nhả quyền lực ra hay không? Để được đi theo Mỹ. Hay là họ sẽ nắm quyền lực? Nếu họ nắm quyền lực thì họ giống như Trung Quốc. Do đó đừng nghĩ rằng ông Trump lên sẽ bảo vệ cho Cộng sản Việt Nam Không có chuyện đó đâu Trừ phi họ thay đổi thể chế Có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền Nha Ok Anh Phong có ủng hộ luật hà khắc xử án bên Indonesia Khi họ ngoại tình cấm sừng chồng mình Đàn ông ngoại tình cũng vậy thôi Thật sự quý vị Cái luật một vợ một chồng nhiều nước đã áp dụng rồi có điều là có những nước thì nó chăm trước, nó không có trừng phạt về mặt hình sự. Nó chỉ chỉ phạt về mặt dân sự. Có những nước thì trừng phạt về mặt hình sự. Ok. Bây giờ cứ xuống nói là vợ cấm sừng vậy, ông chồng có đi ngoại tình không? Câu hỏi ngược lại. Do đó đừng có nhìn cái câu câu chuyện theo kiểu gọi là à, một, một phía như vậy nha. Mình phải nhìn từ hai phía. Rồi... À, <laughs> em thấy ẩm thực bất đồ nhìn mất vệ sinh mà nhiều khách du lịch vẫn ăn về anh no. nốt ẩm thực ấn độ xem ra như vậy vệ sinh nhất ví dụ cái vị nghĩ đi họ bóc bằng tay ngay cả ta tôi ở malaysia cũng bóc bằng tay nhiều đó thì quý vị nói cho tôi nghe cái muỗng của quý vị đang dùng và cái đôi đũa nó có sạch hơn bàn tay của quý vị không tại vì trước khi mà họ đã họ đã rửa sạch sẽ bàn tay rồi và tôi nghĩ rằng sạch sẽ ở bàn tay nó vẫn hơn cái đôi đũa và cái muỗng nhiều quý vị coi là mất vệ sinh tôi không coi như vậy tôi coi là họ có vẻ như là vệ sinh hơn đó Nhà rồi à, Tyler Swift ủng hộ trăm phải công anh Thấy cổ cầm cái biển ghi trăm tháng phê dân chủ đang gian No Cái đó là fake Deep fake Tức là cái đó tôi nói hẳn luôn Cái hình đó Tyler Swift có chụp không Có chụp nhưng không có bản đó Nó gán cái bản đó lên trên mình của Tyler Swift Rồi nó dùng cái gọi là video tracking để nó làm cái chuyển động nó đi theo cái 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 người của Taylor à, Tyler Swift cái hình đó là fake. quý vị tin là quý vị học máu tôi thấy mấy bữa đài là cái hình fake đó nhiều người xe ra lắm nhưng cái đó là fake tại vì sao khi mà quý vị để <laughs> cái hình lá cờ lên đó. hai cái tay cầm lên đó. họ để vậy thôi thì quý vị nếu mà cái hình mà talley Whip chuyển động á mà cái hình cái cờ đứng một chỗ đó thì người ta biết là giả ngay nó dùng cái hệ thống nó dùng cái loại nó gọi là nó gọi là uh, video tracking ở trong cái ai á để nó track những cái motion rồi nó apply vô trong cái lá cờ, cho nên khi mà Taylor Swift nhúc nhích thì quý vị thấy cái lá cờ cũng nhúc nhích theo, quý vị tưởng là thật, cái hình đó là deep fake hình giả nha. Rồi tiếp tục, ok, à anh Phong nghĩ gì về cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson với Putin như thế nào? Tucker chỉ làm vai trò của một người làm truyền thông. Khi hai tiếng phỏng vấn đó, ông hỏi rất nhiều vấn đề thì tất cả chỉ làm vai trò của một một người làm về ngành truyền thông thôi còn vấn đề trả lời là do bút tiền trả lời có điều tất cả các không ngại những câu hỏi được xem là nhạy cảm nhất tôi thấy là tất cả làm đúng vai trò của một người làm truyền thông ok ông đã hỏi những câu mà nhạy cảm nhất với vladimir putin kể cả vấn đề mà putin ra lệnh cấm đồng tính ông vẫn hỏi tới thì quý vị tất cả các tin chỉ làm vai trò của một người làm truyền thông thôi và ông muốn cho mọi người nhìn một cái góc khác nhìn một cái góc khác từ các cái từ các cái 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 cái, 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 cái cơ quan truyền thông thì xưa nay người ta vẫn nghe cơ quan truyền thông đưa tin một chiều về bài về bút thì bây giờ phải để cho bút nói và đó là quy tắc của truyền thông phải để tiếng nói từ các phía đưa ra rồi cuối cùng người dân và cái người nghe hay cái người xem là người quyết định thì tôi nghĩ rằng tất cả các anh chỉ làm vai trò của một người truyền thông thôi nha rồi tiếp tục ok à lướt qua một số những cái hôm nay nhiều người vẫn tranh cãi chủ nghĩa nữ quyền bảo thủ và chủ nghĩa nữ quyền cận tiến theo phong nhận xét thế nào thật sự quý vị tôi đã nói là vai trò phụ nữ lớn hơn nhưng đừng tham lam tôi đã từng nói rồi đừng tham lam Bây giờ ở trong giới phụ nữ họ đã có một cái mức thăng tiến rất là nhiều. Nhưng có một số thành phần cực đoan trong giới phụ nữ họ đẩy tới mức gọi là cực đoan hơn nữa. Tức là họ muốn tất cả thế giới phải đa, phải trả lại tất cả những cái thiệt thòi của phụ nữ ở trong quá khứ luôn. Thì điều này tôi cho là greedy, tức là tham lam. Tức là quyền phụ nữ được nâng cao, điều đó quan trọng. Nhưng mà đừng quá tham lam. Vì sự tham lam này nó sẽ dẫn tới sự băng hoại. Nó sẽ dẫn tới cái tình trạng mất tôn ti trật tự ở trong cái xã hội và gia đình nha. Rồi tiếp tục à, tôi cho ba tôi bên KC cho một chai EXO phong chịu không. Tôi chỉ biết bây giờ thì uh, chiều nay mới biết được, có điều là bên ở uh, chấp 2 điểm rưỡi. Thì tôi nghĩ rằng là ở thắng có điều là kỳ này đánh ở Las Vegas thì thời tiết cũng khá lạnh đó thì tôi không biết ảnh hưởng như thế nào có điều là tùy theo quý vị quý vị nhiều người bắt Casey lắm, cảm sát ship nhưng mà tôi thì tôi vẫn ta có một cái cảm tính riêng là tôi có cái feeling là 49 ở thắng nha yeah. rồi à nhiệm kỳ trước ông trump tập trung vào trung quốc các vấn đề kinh tế nhưng nếu nhiệm kỳ này có thể mở rộng hợp hơn với các nước khác làm ăn hay nhập nguồn nguyên liệu từ trung quốc không anh No, ông sẽ cô lập trung quốc trung quốc có nguồn nguyên liệu là nhờ họ đi thu mua tất cả những khoáng mỏ trên thế giới và chính điều này ông trump đã phải làm việc bởi vì quý vị những cái quốc gia ở âu châu nó từ chối nó không đi dành tất cả những khoáng mỏ này để rồi bây giờ lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ trung quốc thì ông Trump sẽ cho mở lại tất cả ngành khoáng mỏ, ông sẽ dẹp bỏ ba cái môi trường qua một bên để cho khai thác lại khoáng mỏ và cung cấp đa dạng hơn cái nguồn nguyên liệu trên toàn cầu, không để cho nó một tập trung vào Trung Quốc nữa. do đó thì ông Trump sẽ dẹp bỏ cái vấn đề gọi là môi trường, khí hậu để thúc đẩy lại việc mà không lệ thuộc vào Trung Quốc, đó là cái mục tiêu của ông Trump, nha. Ông Trump tuyên bố không bảo vệ NATO có thể buộc liên minh này chi nhiều tiền hơn phải không anh? Tại vì họ không giữ lời cam kết. Từ 2014 dưới thời của Obama lúc mà Nga chiếm Crimea, họ cam kết là 2% trong tổng số GDP của họ. Nhưng tới bây giờ một chấm mấy chỉ có một hai quốc gia như là Cộng hòa Czech hay Ba Lan còn nộp cái ngân sách đủ 2%. Còn các quốc gia khác gần như là họ không muốn đóng góp nhiều. Do đó, ông Trump nói rồi, quý vị không trả tiền, chúng tôi không bảo vệ. Đó là câu hỏi câu nói của ông đó. Nha. Rồi. <laughs> Hôm nay thủ tướng Đức nói tất Tucker Carlson phỏng vấn Putin trở thành là trò lỗ bịch cánh tả đang sợ sự thật phanh phui phải không anh Phong? Thì bây giờ họ có quyền chủ, chụp mũ là cái đó lỗ bịch vậy thì lúc mà đài CNN phỏng vấn với lại uh, Osama bin Laden kẻ gây ra cái ban cái chết của 3.000 người ở Mỹ nó có lố bịch không? tại sao ông không lên tiếng? lúc đó nó có lố bịch không? và ngay bây giờ DPA DPA là thông tấn xã của Đức, ok? mà trong khi Đức nằm trong Liên hiệp Âu Châu và DPA phỏng vấn lãnh đạo của Hamas, vậy thì nó có lố bịch không? trong khi Hamas nó bị Liên hiệp Âu Châu và Đức xem là tổ chức khủng bố quốc tế, vậy thì nó có lố bịch không? trả lời cho tôi nghe đi nha rồi do thái phát hiện đường hầm mới ở bên dưới tòa nhà liên Hợp quốc để xem ông tổng thư ký uh, liên Hợp quốc sự thế nào thứ nhất là cái vị cái tin này nó đã đi ba tuần ngày rồi tôi đã loan tin ba ngày rồi trung tâm chỉ huy của hamas nằm ngay dưới cái tòa nhà của cái cơ quan unrwa tức là cơ quan cứu trợ tị nạn palestine của liên hiệp quốc nó nằm ngay dưới đó luôn đó mà chuyện này chúng ta đã biết từ lâu chỉ là gì chỉ là cái đám truyền thông khinh tả nó không ưa cái chính quyền cánh hữu do thái nó đè hết lại các vị nhớ cách đây vài năm khi mà do thái đánh bom vào một tòa building ở tại à, giải Gaza thì lúc đó đám AP tức là Associated Press lên tiếng kêu Ê, các anh tấn công vào cái chỗ văn văn phòng của chúng tôi không được thì chính do thái nói ê ở dưới cái cái building này á, là là cái uh, hầm chỉ huy của hamas thì các vị đám ab cho nó là không biết không không có không có cuối cùng do thái đưa bằng chứng ra đám ab mới mới uh, gọi là hồ, hơi hổ thẹn một chút nói là ô chúng tôi không biết mà trong khi nó đặt cái văn phòng đó 14 năm mà nó không biết ở dưới đó có cái hầm do đó quý vị cái việc mà cái việc này đó nó sẽ lòi ra rất nhiều thứ không những là trung tâm Hamas trị nằm ở dưới mà quý vị thấy 12 nhân viên của tổ chức này tức là tổ chức Liên Hợp Quốc đó can dự trực tiếp vào cái cuộc tấn công vào lãnh thổ cho Thái mà trong đó có những giáo chức của Liên Hợp Quốc luôn những đưa những người mà được xem là giảng dạy cho trẻ em Palestine đó nó là thành viên của Hamas và nó tấn công ngày 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 7 tây tháng 10 luôn thì quý vị chúng ta đã biết được là chính vì vậy mà do thái họ cương quyết là như vậy nha yeah. rồi tiếp tục Wow à... anh ông Trump nói đánh thuế 60% trong cộng có phải trấn ai nhật bản vì bị bão cánh tả nhồi sọ phải không anh nó no. ông không phải đánh 60% đâu 60% là con số tối thiểu thấp nhất ông đã từng tuyên bố ông đánh lên tới 300% cho tới khi nào các quốc gia kia phải buông nguyên liệu của trung quốc ra ông nhắm vào tất cả những quốc gia lệ thuộc nguyên liệu vào Trung Quốc tức là những quốc gia nào mà xuất cảng qua Hoa Kỳ mặc dù được sản xuất tại quốc gia của họ nhưng nguyên liệu họ dùng ở đâu nếu họ dùng ở Trung Quốc thì có thể ông đánh lên tới 300% chứ không phải 60% để buộc tất cả các quốc gia không còn thuộc lệ thuộc cái nguồn nguyên liệu của Trung Quốc nữa đó là cái ý của ông Trump đó nha à. Ok, cơ quan thông tấn khác với cơ quan truyền thông báo chí như thế nào? Thông tấn nó là một cái nơi đưa tin tức. Còn các cái cái công ty truyền thông như là truyền hình TV đó thì nó chỉ là những cái cơ quan nó làm cái công việc tương tự nhưng mà cái thế lực của nó không bằng thông tấn. Thông tấn mang tính chất quốc gia. Còn những cái công ty truyền thông đó mang tính chất tư nhân. Ví dụ như AP là hãng thông tấn lớn nhất của nước Mỹ. Reuters là hãng thông tấn lớn nhất của Anh rồi Tân Hoa Xã là hãng thông tấn lớn nhất của à, Trung Quốc, Kyodo là hãng thông tấn lớn nhất của Nhật Bản. thì mỗi một quốc gia đều có một cái hãng thông tấn là cung cấp nguồn tin, họ chỉ cung cấp nguồn tin thôi. nhưng mà sau này thì AP, Reuters họ mở rộng ra không những họ cung cấp nguồn tin, họ còn mở diễn đàn cho các cái bình luận. thì những cái này chúng ta chúng ta không nên đọc, bởi vì bình luận nó gần như là chủ quan, chúng ta chỉ ghi nhận tin tức thôi. Nhiệm vụ của họ là ghi nhận tin tức hình ảnh thì các công ty truyền thông như là CNN, BBC là những đài truyền hình đó họ vẫn mua tin lại của AP và Reuters hay là Tân Hoa xã vân vân, hay là Kyodo tại vì cái hãng thông tấn nó mang cấp quốc gia nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Chính quyền Biden nói do Thái nên dùng vũ khí Mỹ hợp lý ở Gaza, anh nghĩ ông ta cấm dùng vũ khí Mỹ tấn công Hamas không, đó là cái hướng của Joe Biden đang bị áp lực. đó ông ta đang bị áp lực là sẽ phải cấm Hoa cho Thái dùng vũ khí tấn công vào giải Gaza gây hại cho thường dân. Ông ta đang muốn làm chuyện này đó. Nhưng mà tôi nói là không làm được, bởi vì do Thái là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, cả quốc hội Hoa Kỳ sẽ không chấp thuận chuyện này. Họ sẽ thông qua những cái luật ngăn chặn cái hành động của Joe Biden, nha. Yeah. Rồi. <laughs> Nếu Mỹ mở lại các mỏ dầu đá phiến thì chắc chắn giá năng lượng sẽ giảm xuống từ đó thúc đẩy kinh tế. Không hiểu sao chính quyền Biden chạy theo một khái niệm không rõ ràng năng lượng xanh làm gì. Thì tôi nói quý vị, cái khuynh hướng cực tả. Một đứa nhỏ 17 tuổi đầu lên nó kêu gọi chấm dứt nhiên liệu hóa tạch bởi vì nó đang giết người. Nó giết người bằng đại dịch không? Nó giết người bằng những cuộc chiến tranh không? Nó giết người bằng những cái bệnh cancer không? Ok. Mà một đứa nhỏ 17, 17, 16 tuổi biết khỉ gì đâu về về môi trường Thì quý vị đó là cái tẩy não của khuynh hướng khuynh tả đó Nó sử dụng môi trường thành một thứ vũ khí chính trị Để nó tẩy não đó nha yeah. <laughs> Rồi tiếp tục Ông Trump từng nói Việt Nam lợi dụng hơn Trung Quốc Có thể Việt Cộng cũng đang sợ Ông Trump đắc cử phép mạnh Nó sợ từ xưa tới nay Từ xưa tới nay Cộng sản chỉ điêu với dân chủ tại vì dân chủ là cựu đồng minh của họ bên cộng hòa không phải cho nên không dù không phải là ông trump thì nó cũng không ưa bên cộng hòa đâu tôi nói thẳng với quý vị luôn nó không ưa bên cộng hòa đâu do đó thì nó bên cộng hòa lên nó sợ lắm bên cộng hòa lên đám 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 cộng sản nó sợ lắm do đó thì quý vị phải chờ xem coi kỳ này ông trump thắng không và nếu ông thắng chính sách chuyển trục về á châu của ông sẽ rõ nét các quốc gia sẽ không còn chọn lựa Bây giờ dưới thời Joe Biden nó còn cố gắng níu kéo cái gọi là tái độ đi hai hàng từ Việt Nam Cộng sản Việt Nam cho tới Singapore. Nhưng mà khi ông Trump trở lại chính trường thì những quốc gia này phải chọn một bên. Thì Cộng sản Việt Nam nó chọn đứng về phía Cộng sản Trung Quốc rồi. Riêng Singapore đi hai hàng lần này cũng phải trả giá. Ok. Rồi tiếp tục à những người bảo nhập cư bất hợp pháp ở mỹ nếu đi làm đóng thuế đầy đủ tương lai có được nhập quốc tịch không anh phong ơi thứ nhất là chúng tôi chưa có lộ trình này chúng ta chưa có lộ trình cho những người hợp nhập cư bất hợp pháp quyền cho họ đi làm hợp pháp ở một số tiểu bang không phải là luật của liên bang không phải là luật của liên bang ok do đó ở những tiểu bang thôi và bây giờ thì chúng ta đang có một cái sự đại tu chính cái à, luật di trú và đang trong tiến trình gọi là bế tắc bây giờ. Thì những người bất hợp pháp họ đi làm họ đóng thuế. Đúng, nhưng mà họ phải hiểu rõ là họ đến đây một cách bất hợp pháp và họ cần phải có sự trừng phạt. Trong khi những người khác tới một cách hợp pháp thì phải chờ đợi quá lâu. Đó là sự bất công nha. <laughs> Rồi ở bên Mỹ, cảnh sát tiêu diệt tội phạm thì có bàn giao cho gia đình và tốn tiền gì không anh Phong? Ở Việt Nam, một người mất nhận lại thi thể tốn từ 10 tới 20 triệu. Thứ nhất là ở bên Việt ở bên Mỹ nó khác với Việt Nam. Ở bên Mỹ, một tên tội phạm bị bắn chết. Thì lúc đó chính phủ sẽ lo hết tất cả và họ trả cái thi thể đó về không có. Và yêu cầu gia đình tới nhận. Còn gia đình không tới nhận thì họ làm thủ tục họ chôn hoặc thiêu luôn. Còn bên Việt Nam thì cái việc mà nó đòi gia đình của những tên tội phạm phải chung tiền đó là cái chuyện của, của Việt Nam. Tại vì cái xứ cộng sản luật nó là luật rừng. Cho nên đừng so sánh bên Mỹ với lại bên Việt Nam nha. Yeah. <laughs> Nhật Bản xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ à, trong khi duy trì lãi suất số thấp để đồng yen bị suy yếu. Nhật Bản cách đây 2 3 ngày họ là cái nước xuất cảng nhiều nhất qua Mỹ nhưng mà vừa bị Mexico qua mặt. Mexico mới là cái nước xuất cảng nhiều nhất qua Mỹ qua mặt Trung Quốc trước đây là Trung Quốc thì chỉ là hai nước này vượt qua mặt của Trung Quốc thôi nhưng mà xuất cảng qua Mỹ nhiều nhất vẫn là của Mexico chứ không phải Nhật Bản ok nhưng họ qua mặt là Trung Quốc trở thành cái nước xuất cảng qua Mỹ nhiều nhất thì cái vấn đề của nước Nhật là họ phải duy trì cái đồng yen ở cái mức trung bình như vậy để tránh một cái cuộc suy thoái họ đã họ đã trả giá 20 năm cho cuộc suy thoái rồi Do đó, họ không phải làm suy yếu đồng gen mà họ đang giữ cố gắng giữ cái giá trị đồng gen ở cái mức vừa phải thôi nha. Kinh tế năm 2024 sẽ như thế nào anh Phong? Sẽ thê thảm bởi vì chà, bầu cử tại Hoa Kỳ, chiến tranh bất ổn ở khắp nơi và tình trạng mà thiếu hụt năng lượng sẽ tăng hơn. Đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta đối diện cái thách thức của năm 2024 nha phong trào nông dân ở Âu Châu biểu tình anh nghĩ cánh hữu trở về mạnh mẽ không tôi nghĩ đang có xu thế này bởi vì họ chịu không nổi áp lực của đám quân tả rồi càng lúc càng khiến cho nông dân không thể sản xuất được nữa và đám quân tả gần như ép chết tất cả những người nông dân để nhập cảng nông sản và hải sản từ ở bên ngoài do đó người nông dân họ nổi giận là phải Tôi nghĩ rằng là trong thời gian năm 2024 này sẽ còn nhiều cuộc xuống đường không phải chỉ có một vài nước đâu mà toàn bộ các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu. Nông dân sẽ xuống đường nhiều hơn. nha yeah. <laughs> Người Mỹ gốc Hoa có tham gia chính trường Mỹ nhiều không? không? Nhiều chứ. Chúng ta đang có những dân biểu gốc Hoa và chúng ta đang có những uh, lãnh đạo ở khu vực cũng gốc Hoa. Ví dụ như là bà thị trưởng của thành phố Boston. Bà là người gốc Hoa đó. Rồi Anne Tjoujan. Ứng cử viên tổng thống năm 2020 Cũng là người gốc Hoa Đúng chưa Rồi uh, Karen Chu Tức là ông uh, dân biểu đại diện Ở trên uh, quốc hội đó Cũng là người gốc Hoa Rất nhiều Nhưng mà có điều là so với lại Người Việt với người Hàn Thì nó có sự khác biệt Hàn Quốc thì họ đầu tư mạnh hơn vào liên bang Do đó ở trên uh, liên bang Có rất nhiều những người gốc Hàn Quốc Còn người gốc Việt uh, Thì chúng ta đầu tư ở địa phương nhiều hơn tức là chúng ta có những dân cử gốc ở địa phương cấp tiểu bang trả xuống nhiều hơn còn người gốc hoa thì bây giờ họ bắt đầu tham chính rất là nhiều nha yeah. rồi tiếp tục à ok luật rừng việt nam người mẫu ngọc trinh không làm gì mà thoát còn phải cảm ơn đảng và nhà nước là đủ hiểu tôi đã nói với quý vị một cái xã hội luật rừng cái luật của nó ra là để bảo vệ cho chế độ chứ luật của nó ra không phải là bảo vệ cho người dân tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi ở xứ cộng sản nó ra luật là bảo vệ cho cái quyền cai trị của chế độ thôi nha ok à ở mỹ thôi đồng hồ còn sáng sớm không anh vì tối uống bia sáng vẫn còn hơi mang việc cộng thổi sáng sớm luôn ở mỹ này cũng giống như việc cộng thôi quý vị uống rượu say, rượu lái xe là bất cứ giờ phút nào quý vị cũng sẽ bị dí cả quý vị đều bị dí cả thậm chí ở Mỹ này quý vị họ đặt trạm xét ở tất cả những khu vực gần những cái club quán bar vũ trường chỉ là cái dân thèm rượu như quý vị là sợ cái chuyện này thôi tôi cũng muốn rượu vậy tôi cũng uống rượu vậy nhưng mà mình phải tuân thủ luật pháp đối tôi thật tôi không ưa cộng sản nhưng mà cái nào ra cái đó dân là uống rượu lái xe không kiểm soát được bản thân của mình tốt nhất đừng uống rượu. Nếu uống rượu thì kêu Uber. Kêu 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 xe chở mình đi hoặc kêu vợ con chở về. Đừng ngồi đó mà than là thổi nồng độ rượu. Tôi là tôi không có thích cái chuyện mà gọi là suốt ngày cứ lên là nồng độ rượu nồng độ rượu rồi nói là cộng sản phạt tiền bla, bla 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 bla. Ok. Chỉ có dân ghiền rượu và cái dân mà gọi là chuyên môn ẩu tả uống rượu lái xe thì mới lên tiếng kêu ca thôi. Còn những người không uống rượu Ok, tôi không ưa cộng sản, nhưng mà cái nào ra cái đó. Những kẻ uống rượu lái xe là những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Chú Phong nói đại gia Trung Quốc qua Việt Nam mua đất để làm gì khi ở Việt Nam thất nghiệp tràn lan có kinh doanh được đâu chú. Nó mua đất để nó đổi giá lên. Nó sang tay bán đi bán lại. Nó thổi giá lên. Rồi nó thổi tin tức lên. Rồi nó kiếm lời nó chạy. Và cái thứ hai là về mục đích lâu dài cộng sản Trung Quốc là nó sẽ kiểm soát tất cả cái nguồn máy kinh tế. Mục đích của cộng sản Trung Quốc là kiểm soát toàn bộ nguồn máy kinh tế của Việt Nam nha. Yeah. Rồi tiếp tục vào wow. Ok. Anh nghĩ năm 24 có khó khăn về kinh tế không? Tôi đã cảnh báo rồi, năm 24 là tất cả đều khó khăn về kinh tế, bởi vì biến động về các cái cuộc chiến tranh nó sẽ bùng nổ, rồi giá cả năng lượng cao, năng lượng cao là do chiến tranh. Ví dụ như Hồng Hải nó dội bom nó bắn liên tục vào các cái tàu hàng chở dầu ở đây, thì các cái hãng dầu họ phải đi đường vòng họ... hoặc là họ ngưng lại, họ không họ không chuyên chở nữa, thì năng lượng sẽ khan hiếm và giá cả sẽ tăng. Khi giá cả tăng là lạm phát và tất cả mọi thứ tăng hết. Kinh tế của năm 2024 không sáng sủa. Tôi đã nói rất nhiều lần. nha. <cười> OK. <cười> Nếu Nikki Haley thua mà vẫn chưa bỏ cuộc thì tế tiếp phải làm thế nào? No. Nếu bà thua ngày năm tây tháng 3, bà phải bỏ cuộc thôi. Là bởi vì cái quy định ai được 1.215 đại biểu đoàn thì người đó sẽ được đề cử. Bây giờ tới ngày năm tây tháng 3, ông Trump được quá con số này. Thì bà thua mẹ nó rồi. Làm sao đeo được nữa. Tại vì lúc đó đảng Cộng Hòa sẽ lập thủ tục đề cử ông Trump. Ông đã đòi hội đủ điều kiện. Cho nên bà tiếp tục thua. Trừ khi mà bà thua. Nhưng mà ông Trump chưa đủ túc số. Thì bà có quyền đánh tiếp. Còn nếu mà ông Trump sau ngày 5 tây tháng 3. Mà ông đủ 1.215 đại biểu đoàn. Thì bà phải thua thôi. Nha. Yeah. Rồi. <laughs> Anh Phong em có bà cách làm ở trong nhà hàng đi uh, gì đi, uh, uh, cara chưa cho em coi tấm hình gì đây Bà Kamala Harris uh, ăn tiệc ở New Year uh, gì đây Không hiểu, thức ăn là món của Trung Cộng rất nhiều đó anh Bây giờ quý vị, quý vị đang chống Trung Cộng Hay quý vị đang chống một cái văn hóa Thức ăn của người Hoa nó trải khắp thế giới thức ăn của người hoa cách nấu của người hoa nó trải khắp thế giới đó là văn hóa ẩm thực của người ta cái nào là thức ăn trung cộng đó tôi nghe coi cách nấu của trung cộng hay là cái con gà đó của trung cộng con gà bản chất đó là con gà thôi còn cách nấu của người hoa đừng đánh đồng cộng sản trung quốc và cái dân tộc người hoa tôi đã nói rồi chúng ta chống cái chế độ bá quyền của cộng sản trung quốc nhưng chúng ta không chống con người và văn hóa Quý vị muốn chống đến mức mà cuồng điên Cái gì dính tới Trung Quốc quý vị chống hết Thì cứ việc cứ, cứ, cứ việc cứ việc chống Tôi không làm chuyện đó Tôi chỉ chống cái chủ nghĩa bá quyền của Cộng sản Trung Quốc Chứ tôi không chống văn hóa và con người Ok Rồi tiếp tục à... Cách đây vài năm dân Pháp còn ban rượu van đỏ xả đầy đường vì không bán được Lý do tại sao tại vì cái chính sách ngôi trường và xã hội của Âu Châu nó khiến cho nhiều người mất tài sản, nhiều nông gia phải khó khăn là như vậy đó, nha. Hiện tại những người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ có được đi làm công anh phong hay chỉ là dân đi làm chui thôi? Một số tiểu bang họ vẫn đi làm chui, một số tiểu bang họ được phép đi làm. New York, Cali, họ được phép đi làm. Chicago, họ được phép đi làm. Nhưng mà ở những tiểu bang khác họ làm chui họ không được phép đi làm nha ừ. liệu ông trump thắng cử chiến tranh nga và ukraine có thể chấm dứt không anh ông trump tuyên bố ông kết thúc cuộc chiến này trong vòng 24 tiếng thì tôi chưa biết ông làm cách nào nhưng đó là lời tuyên bố của ông trump nếu ông đắc cử tổng thống ông chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 tiếng thì bây giờ phải đợi ông đắc cử là chúng ta mới biết được đợi ông đắc cử đã nha à. Trung Quốc sao chép công nghệ Nhưng họ tận dụng và phát triển được Thì có gọi là giỏi không chú Đối với tôi cái thứ đi ăn cắp làm sao giỏi được Cái thứ đi ăn cắp Thì làm sao giỏi được Tại sao không tự mình sáng tạo Mà phải đi dựa sáng tạo của người khác Mà dựa sáng tạo của người khác Lấy cái gì gọi là giỏi đây Nói tôi nghe đi Đi dựa vào sáng tạo của người khác Mà nhận mình là giỏi Trong khi không tự mình sáng tạo được câu trả lời đã có cho con rồi nha rồi đảng dân chủ sẽ dùng di dân lậu để kiểm để kiếm phiếu 12 triệu người là 12 triệu lá phiếu lậu ở bài mail anh nghĩ sao họ có quyền dùng nhưng mà 12 triệu người đó ở đâu nếu nó ở cali new york và ở chicago nó chả ảnh hưởng gì hết còn nếu nó ở những tiểu bang swing thì nó khác mà những tiểu bang swing tách 7 tiểu bang này đã chấn chỉnh kết quả bầu cử. Tức là quý vị thấy vừa rồi không? Cái tiểu bang mà đảng Dân Chủ chiếm nhiều chiếm nhiều hơn đó, ở Nevada đó, là người ta get like, người ta cầm thẻ ID đàng hoàng. Để đi bỏ, bỏ phiếu và caucus. Quan trọng nhất là 7 tiểu bang chiến lược thôi. Đám di dân lậu có lọt vào được 7 tiểu bang chiến lược này hay không? Và được vào được bao nhiêu người? Đa số đám di dân lậu tập trung ở Cali ở New York, ở Illinois, ở Denver, Colorado chứ đâu phải nằm ở những tiểu bang chiến lược đâu. Mà quyết định ghế tổng thống là những tiểu bang chiến lược nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Anh nghĩ Việt Nam và Trung Quốc có thể trở lại thời kỳ bao cấp trước đây không, còn tệ hơn bao cấp nữa. Còn tệ hơn bao cấp nữa, tại vì lúc thời cái thời mà quý vị gọi là bao cấp đó, thời đó nợ nần không có nhiều Mặc dù đất nước, cái đất nước nghèo lắm Không phát triển Còn bây giờ đó Nó vừa nghèo banh xác Mà nó vừa mang nợ ngập đầu Nó còn tệ hơn cả thời bao cấp nữa Nha yeah. Ông Trump nói không bảo vệ NATO Báo áo cánh tạ sẽ cắt sáng Nói ông Tâm thân Nga bỏ ra dư canh không anh Bây giờ thì họ nói rằng đám Âu Châu đang lo sợ Và ông Trump tuyên bố rất rõ ràng Ông đâu có nói ông bỏ rơi NATO đâu Ông muốn NATO tăng tiền Quý vị nên nhớ nha Nó muốn vẽ gì nó vẽ Ông đang muốn là NATO phải tăng tiền Quý vị đã đóng đầy đủ tiền chúng tôi bảo vệ Ông nói như vậy Chứ ông đâu có nói là ông bỏ rơi NATO đâu Cho tới giờ phút này Ông vẫn nói câu đó Rồi tối hôm qua ông vẫn nói đó Quý vị phải trả tiền Quý vị phải ca tăng ngân sách quốc phòng Chứ ông đâu có nói là Ông sẽ bỏ ông sẽ bỏ rơi Nga NATO đâu Còn cái, cái diễn dịch của cái đám à, Báo chí cánh tả thì chúng ta đã biết rồi cần chi nói thêm nha <laughs> ok ẩm thực văn hóa à, văn nghệ của người trung hoa ngon hay thì cứ thưởng thức có sao đâu thì quý vị tôi đã nói với quý vị là chúng ta chống là chống cái chủ nghĩa bá quyền và cái nét độc hại của khối cộng sản và cho cộng sản trung quốc chứ chúng ta đâu có chống con người và văn hóa bản thân tôi vẫn đi ăn cơm chiên vậy bản thân tôi ngày hôm qua sau khi giữ cái lê trong về vẫn ăn chảo phảnh tức là phở xào món đó của Trung Quốc á rồi có vị có chụp mũ tôi là thân Trung Quốc không ok rồi đó đi ăn tôm hùm xào mì kiểu Trung Quốc là không, là không là không lẽ nói đó là của của cộng sản Trung Quốc à quý vị hay đang ăn tiệm sắm buổi sáng đi thì cái đó là văn hóa của 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 cậu của cộng sản Trung Quốc à hay là nó là văn hóa ẩm thực của người Hoa. Ok. Rồi tiếp tục. Phong tục Tết Lì Xì si ở Việt Nam bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ ở phía nam dòng sông Dương Tử. Giống Bách Việt. Cái văn hóa đó là cái văn hóa của người Bách Việt ở phía nam dòng sông Dương Tử. Đó là cái phong tục rất đẹp. Và bây giờ đang bị Trung Hoa cướp. Và nói rằng đó là văn hóa của Trung Hoa không phải đó là văn hóa ở phía nam dòng sông dân tử mà cái giống dân ở phía nam dòng sông dân tử là giống bách việt chúng ta chỉ là một trong do cả trăm dân việt ở đó thôi chúng ta không phải người hoa nha à việt cộng ảo tưởng sức mạnh lắm anh ơi sang nhật làm công cho người ta cứ nghĩ mình giỏi hơn người nhật thật tức cười tôi đã nói quý vị ra sân rồi mới biết ra sân rồi mới biết tôi đã từng làm việc với một số những uh, Đứa trẻ mà qua Mỹ nha Họ qua Mỹ theo dạng di dân Có qua Mỹ theo dạng du học Có luôn Đến lúc mà tôi đo lường cái cách làm việc của nó Xong tôi nói thua rồi Nó làm được nửa chừng nó bỏ cuộc Và khi mà tôi kêu làm một cái, vật, một cái việc gì đó đó Nó làm không tới nơi tới nó trốn Khi tôi hỏi tới một cái Nó ú ớ Mà nó là sinh viên được du học Được học bổng du học Tôi ngồi tôi cười Tôi nói không bằng một đứa học trung học ở đây nữa Một đứa học trung học ở đây mà giao cho nó một cái project nào đó Là ngày chừng một tuần lễ là nó có đầy đủ tất cả những chi tiết Dù là những chi tiết nhỏ nhất Trong khi đó đám kia thì cứ là phớt lờ hết Cầm một cái tổng quát ra báo cáo thôi Dí tới nữa là ủ ở ngay Nhờ là do đó tôi không nghĩ rằng là cái đám này nó 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 gọi là nó giỏi. Trong khi người Nhật người ta là nền giáo dục người ta nhất nhì thế giới. Do đó quý vị, cái hệ thống giáo dục của cộng sản nó nhồi sọ nhiều hơn nha. Yeah. Rồi à wow à nghe báo chí Việt Nam lúc nào cũng phô trương kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5% trong khi các doanh nghiệp thì à, sẵn sàng rút khỏi Việt Nam xin cho ý kiến thì nó nổ kiểu của nó. Tôi đã nói rồi quý vị nhìn thực tế vào cuộc sống Quý vị sẽ thấy được <laughs> Kinh tế lên lên hay xuống Tiền có hay không Có dư trong nhà hay không Hay là bây giờ đang đi trốn nợ Nó sẽ phản ảnh chính xác nhất nền kinh tế Đừng có chạy theo báo chí Nó nó thổi phòng nó bơm lên Đó bây giờ công nhân về quê Còn phải chờ tới chính phủ Nó cho xe bus free trở về Không có tiền về quê ăn Tết luôn Thì quý vị đã nhìn thấy rồi Chợ Hoa ở Sài Gòn cuối cùng cái kẻ uh, cai trị phải bỏ ra ít nhất uh, mua một mớ hoa giúp cho những người nông dân đó trong khi dân Sài Gòn không có tiền đi mua hoa đi gắm hoa thì đông lắm nhưng tiền mua hoa không có tiền mua hoa không có do đó quý vị cứ nhìn thực tế cuộc sống sẽ biết được là cái kinh tế tốt hay xấu nha rồi uh, Kansas City Chiefs là đội nhà của mình đó nha như chiều nay nhớ đón xem ok hy vọng nhưng mà tôi đã nói quý vị là chiều nay á là dân mỹ sẽ đổi dồn vào super bowl đây được xem là một trong những cái giải thể thao ảnh hưởng nhất nước mỹ và lần này sự trở lại của Fortnite Earth đã gây ra một cái cơn sóng rất lớn Có thể nói là cơn sóng rất lớn Nhiều năm rồi Thì Fortnite Earth vẫn là cái đội huyền thoại mà Lần này đụng với Kansas Ship Thì chúng ta coi như thế nào hy vọng rằng sẽ có những cái kết quả bất ngờ hy vọng có những kết quả bất ngờ và nó là một cái văn hóa của người Mỹ chúng tôi vẫn ghiền football vẫn mua bia corona hay là Bud like Michael Love, nhậu với bi xạ để coi từng cái từng cái quarter một nha yeah. rồi à... chỉ vì cái tật nổ kinh tế Việt Nam phát triển mày gõ khỏi cái nón cối quốc gia đang phát triển phải không anh? Chưa, nó chưa được gỡ nhưng nó sẽ bị gỡ. Nó sẽ bị gỡ đó. Ok, là bởi vì quý vị, những quốc gia đội lốt cái nón đang phát triển này đó, đang lạm dụng rất nhiều. Và khi mà ông Trump lên, ông sẽ không những là thay đổi tất cả cái cách gọi là chính sách kinh tế của Hoa Kỳ với các nước. Ông cũng sẽ buộc tất cả những tổ chức thế giới như là WTO tức là tổ chức một dịch thế giới phải thay đổi quy tắc đó là cái điều mà ông trump muốn làm ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay nhớ 11 giờ phong sẽ có mặt ở tiệm gọi là mua gì đây ta quay số phát quà cho quý vị nếu quý vị nào có giờ ra ngoài đó tiệm này nằm ở trên đường Brookhurst và Westminster ngay trong khu chợ 99 Hy vọng sẽ gặp gỡ tất cả khán giả ngày hôm nay để quay quà tặng quà cho quý vị trong cái dịp Tết của à, chúng ta ở tại à, hải ngoại. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ gặp lại tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.